Không chỉ bơi. Của mình miễn rồi. Anh cho nó mỏng ra, mỏng ra nó sẽ dễ hơn. Còn ra bàn nữa. Đảo mỏng ra không không. Cứ đảo mỏng ra, đảo mỏng rồi đấy. Xong cứ lần lên được lại, cứ đấm như vậy thôi. Khổ quá đi. Lấy cái đảo đi.